Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta hôm nay lại cùng quay trở lại với kênh YouTube của Bắc Trung Nam. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu nhà, nhà chị Tâm ở Hải Phòng. Và cái mẫu nhà này là mẫu nhà mái Nhật, mẫu nhà cấp 4 mái Nhật, được thiết kế trong một cái khuôn viên đất rất là rộng và đẹp. Trước khi cùng đến với mẫu nhà của ngày hôm nay thì chúng ta cùng quay trở lại với kênh YouTube của Bắc Trung Nam một chút. Vâng, đây là kênh YouTube của công ty cổ phần kiến trúc Bắc Trung Nam. Và các bạn có thể lên trên kênh YouTube này và tham khảo rất là nhiều cái mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng. Đây ạ. Mẫu nhà hiện đại, mẫu nhà mái Thái 2 tầng hay là các cái mẫu nhà có rất là nhiều mẫu nhà cấp 4 mái Thái, mẫu nhà 2 tầng mái Nhật thì có rất là nhiều mẫu nhà trên này, thì các bạn có thể lên tham khảo các cái mẫu nhà này và sẽ biết được là cái đơn giá thi công của từng cái hạng mục và biết được cái đơn giá của từng loại vật liệu mà chúng tôi đã giới thiệu trong các cái mẫu nhà này. Và để đăng ký thiết kế và thi công trọn gói thì các bạn hãy liên hệ đến cái số điện thoại là 0788 332626 để được tư vấn miễn phí và được đăng ký thiết kế thi công trọn gói ở bất kỳ một tỉnh nào ở khu vực miền Bắc các bạn nhé. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với mẫu nhà của ngày hôm nay. Đây là một mẫu nhà cấp 4 mái Nhật và đang là cái xu hướng của cái thời đại và là một cái xu hướng của mẫu nhà năm 2019 và sẽ không bao giờ lỗi mốt cho đến 5 và 10 năm sau. Cái mẫu nhà này là một mẫu nhà được thiết kế trong một khuôn viên đất rộng 850m² và cái mẫu nhà này là chúng tôi thiết kế trên cái diện tích là 850m² và diện tích xây dựng của cái mẫu nhà này là 165m², rất là rộng đúng không ạ? Một sàn và 165m². Thì với cái diện tích đấy thì cái công năng của cái ngôi nhà này sẽ được bố trí bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, một khu vực bếp ăn và bao gồm 2 nhà vệ sinh. Với tổng diện tích là 165m² này thì cái đơn giá thi công của cái mẫu nhà này các bạn hãy thử đoán xem là nó là bao nhiêu tiền để chúng ta hoàn thiện được cái mẫu nhà này với cái vật tư thuộc loại vật tư tốt nhất hiện tại bây giờ trên thị trường. Đấy là tôi đang nói cái vật tư thi công phần thô các bạn nhé, còn vật tư của phần hoàn thiện là vật tư tầm trung và cũng là cái loại vật tư tốt chứ không phải là vật tư kém các bạn nhé. Đi từ bên ngoài vào trong nhà của cái mẫu nhà này thì các bạn để ý những mẫu nhà này thì ở phần sảnh chính của ngôi nhà được chúng tôi thiết kế với 3 bậc tam cấp, có lát cái đá tự nhiên với này là đá trắng vân mây các bạn nhé. Với đơn giá thi công của cái mẫu đá này là 1.450.000 đồng trên 1m². Cửa được chúng tôi sử dụng gỗ lim Nam Phi, cửa sổ cũng bằng gỗ lim Nam Phi với pano bằng kính, còn cửa chính là gỗ lim Nam Phi pano đặc kết hợp cùng pano kính các bạn nhé. Phần phía trên của ngôi nhà, phần giáp với lại phần mái chỉ được chúng tôi sơn một cái màu xám để tạo nên cái điểm nhấn trong ngôi nhà này, và cái tông màu chủ đạo cũng vẫn là tông màu trắng với cái tông màu hiện đại, và tông màu này là xu hướng hiện tại bây giờ đang được sử dụng rất là nhiều và sẽ không bị lỗi mốt về sau này. Phần chân tường thì được sử dụng bằng đá tự nhiên có màu vàng nhạt các bạn nhé. Và cái mẫu đá này để tôi thi công với đơn giá là 1.150.000 đồng trên 1m². Ở phần sảnh phụ cũng được chúng tôi thi công cái bậc tam cấp này bằng đá tự nhiên, đá trắng vân mây với đơn giá là 1.450.000 đồng trên 1m². Phần bậu dưới của cửa sổ thì được ốp gạch thẻ tạo nên một cái điểm nhấn cho cái khuôn của cửa sổ, và tại cái cửa sổ này được đắp một cái phào hình vuông theo cái cửa sổ này và tạo nên cái điểm nhấn rất là đẹp. Phía trên của phần mái thì sau khi đổ mái bằng xong các bạn nhé, cái mẫu nhà này chúng ta vẫn phải đổ mái bằng để chống nóng, và đổ mái bằng thì cái trang trí ở phần phía bên trong nhà sẽ được đẹp hơn. Nếu các bạn không đổ mái bằng thì
Ví dụ như trường hợp mà cái phần mái này có bị dột xuống một chút nước thì nó sẽ rơi xuống cái trần thạch cao hoặc là trần nhôm mà các bạn đóng ở bên trong nhà, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái phần trần đấy. Nhưng mà chúng ta đổ phần bê tông này vừa chống nóng vừa trang trí rất là đẹp, nó sẽ tốn kém hơn một chút so với các bạn không đổ trần. Và sau khi đổ cái trần bê tông này thì chúng ta sẽ đi vì kèo bằng hộp kẽm. Và hộp kẽm này thì được chúng tôi mua tại cái xưởng, tại cái nhà máy sản xuất hộp hộp kẽm siêu nhẹ, hộp kẽm hộp mạ kẽm công nghệ cao các bạn nhé, sẽ rất là bền so với thời gian. Trong khi đấy thì lại được bảo vệ bởi cái lớp ngói ở phía trên nữa, cho nên là cái hộp phần hộp kẽm này các bạn yên tâm là nó rất là bền và không bao giờ bị hỏng, cho đến 10-20 năm sau thì các bạn vẫn sử dụng thoải mái. Đấy. Phần mái ngói thì được chúng tôi sử dụng phần ngói này là ngói Fuji. Ngói Fuji này đang được bán ngoài thị trường với đơn giá là 220.000 đồng trên 1 mét vuông. Và cái đơn giá thi công phần mái Nhật này thì chúng tôi đang làm với đơn giá là 560.000 đồng trên 1 mét vuông. Tổng diện tích của ngôi nhà này là 165 mét vuông bao gồm cả sảnh chính và sảnh phụ. Và phần mái có cái diện tích là 280 mét vuông các bạn nhé. Các bạn hãy để ý cái phần mái này rất là lớn. Có diện tích là 280 đến 300 mét vuông của phần mái này. Và đơn giá thi công của cái phần mái này là 560.000 một mét vuông. Chính vì thế nên là cái phần mái này cũng chiếm khá là nhiều tiền trong cái mẫu nhà này, từ 160 cho đến 200 triệu phần mái này bao gồm cả nhân công và vật tư thì đơn giá của nó là 560.000 đồng. Và chúng ta cùng đi đến với lại phần nội thất ở bên trong của cái mẫu nhà này. Tôi nói qua một chút nữa, tức là cái phần mẫu nhà máy Nhật này, mẫu nhà carbon máy Nhật này, thì cái phần chống sét này cũng là một cái phần an toàn cho ngôi nhà mà không thể thiếu. Các bạn bắt buộc phải sử dụng cái phần chống sét này bởi vì cái diện tích của nhà mình rất là rộng, và riêng cái phần tầng 1 đã cao từ 36 đến 39, phần mái này cao lên tầm khoảng 3,5 m đến 4 m nữa. Chính vì thế nên là cái chiều cao của ngôi nhà mình cũng khá là cao, từ 7 đến 8 m ít nhất, có những nhà cao lên đến 10 m các bạn nhé. Vâng, đây là nội thất bên trong. Nội thất bên trong của bên trong phòng bếp của cái mẫu nhà này. Và nội thất bên trong phòng bếp được chúng tôi sử dụng bằng gỗ tự nhiên. Đây các bạn, kết hợp cùng với lại gỗ công nghiệp MDF. Phần gỗ tự nhiên này được chúng tôi sử dụng bằng gỗ sồi đỏ. Gỗ sồi đỏ là một trong những loại gỗ sồi mà nhập ở bên châu Âu, châu Mỹ về, và nó có đơn giá cũng khá là đắt. Cái bộ bàn thi công này không tính ghế, mình cái bàn mặt đá này thì chúng tôi đang bán với đơn giá là 5.500.000 đồng trên một cái bàn này. Và cái ghế bằng gỗ sồi tự nhiên này là 1.1 triệu một cái, với bộ bàn ghế này là 5 ghế các bạn nhé. Phần cánh của tủ dưới cũng được sử dụng bằng gỗ tự nhiên là gỗ sồi đó. Phần mặt đá ở phía trên này được sử dụng bằng mặt đá trắng vân mây. Cái ưu điểm của sử dụng đá trắng vân mây này là nó sẽ có cái một màu trang nhã và sẽ đẹp. Nhưng mà nếu mà sử dụng vào phần bếp này thì về thời gian sử dụng lâu dài 5-7 năm nó chỉ bị bám dầu mỡ, thì sẽ khá là khó trong cái khâu là nếu các bạn mà không chịu khó vệ sinh thì nó sẽ bị ố màu, đấy, sẽ mất đẹp. Cái phần phân cách giữa tủ trên và tủ dưới được chúng tôi sử dụng một tấm kính màu, kính hai lớp an toàn. Và tấm kính màu này được đơn giá thi công của nó là từ 800 đến 900.000 đồng trên 1 mét dài. Còn phần đá trắng vân mây này thì đang được chúng tôi thi công với đơn giá là 1.450.000 đồng trên 1 mét dài của phần mặt đá tủ bếp này. Phần tủ phía trên của tủ bếp được chúng tôi sử dụng gỗ MDF công nghiệp. Gỗ công nghiệp MDF với lớp phủ bên ngoài là lớp phủ laminate, một loại lớp phủ cao cấp, khá là cao cấp. Và phần đơn giá thi công của phần tủ bếp này bao gồm cả tủ trên và tủ dưới, cả phần kính, cả phần đá, và bao gồm cả phần phụ kiện như thế là giá bát đĩa, giá dao thớt, tủ chậu, chậu rửa bát, vòi chậu rửa bát, thì tất cả các phần này được chúng tôi thi công với đơn giá là 8.500.000 đồng trên 1 mét dài. 8.500.000 đồng trên 1 mét dài của cái phần tủ này cũng khá là rẻ các bạn nhé.
Trong phần tủ bếp này, trong phần bếp thì được chúng tôi thiết kế một cái đèn thả, một cái đèn thả trang trí ở khu vực bàn ăn, tạo nên một cái không gian nó ấm cúng và sang trọng cho cái phần bếp này. Đây là một không gian ở trong một phòng ngủ. Như các bạn để ý, phòng ngủ này thì được chúng tôi lát bằng cái gạch 60-60, và gạch này cũng là gạch có vân mây, gạch trắng vân mây. Và cái gạch này thì cũng đang mua ngoài thị trường, các bạn có thể mua nếu mà gạch đơn giá bình thường nó rơi vào tầm 150-180.000 đồng trên 1 m². Còn nếu như mà gạch của nó gạch xịn sò, gạch nhập từ bên Trung Quốc về hay là gạch nhập từ bên châu Âu về thì đơn giá của nó khá là vô biên. Các bạn có thể biết là đơn giá của gạch nhập này nó có thể lên đến 600-700.000 đồng trên 1 m² hay 1 triệu-2 triệu trên 1 m², thì đều có những loại gạch như thế. Phần cửa sổ được sử dụng gỗ lim nam phi, pano kính và phần rèm, rèm thưa, rèm manh này để tạo cái sự mát cho cái phòng ngủ này. Và cái giường này được chúng tôi sử dụng bằng gỗ công nghiệp MDF. Phần vách ốp đầu giường được bọc bằng ni, và cái giường này bao gồm cả cái vai giường, cả phần vách ở phía đầu giường, thì đơn giá thi công là 9.500.000 đồng trên một cái giường này. Một cái táp đầu giường và một cái bàn phấn. Riêng bộ bàn phấn này cũng được sử dụng bằng gỗ công nghiệp MDF có phủ laminate, và táp đầu giường này cũng là sử dụng gỗ công nghiệp MDF có phủ laminate. Và đơn giá thi công của cái phần nội thất này, của cái phần bàn phấn này là 3.500.000 đồng trên một bàn. Táp đầu giường là 1.1 triệu một cái các bạn nhé. Táp đầu giường này có ngăn kéo. Đấy. Phần kệ tủ tivi thì được chúng tôi thiết kế cái phần kệ khá là đơn giản ở trong phòng ngủ này. Có phần tủ hộp ở bên dưới thôi, để một chút đồ. Và phần kệ này được thi công đơn giá là 1.250.000 đồng trên 1 mét dài. Ví dụ như phần kệ này 2 mét thì nó có đơn giá là 2.500.000. Đấy, khá là rẻ thôi. Cái phần tông màu chủ đạo ở trong cái phòng này là một tông màu màu gần khá là giống so với lại tông màu xanh. Đấy, kết hợp cùng với lại tông màu xám tạo nên được cái sự ấm cúng cho cái phòng ngủ này. Hệ trần thì được chúng tôi sử dụng bằng trần thạch cao. Đây ạ. Có đi các cái phần bóng downlight. Các bạn đẹp. Đây là cái phần kệ tủ tivi tôi vừa giới thiệu với các bạn. Đây ạ. 1.250.000 đồng trên 1 mét dài. Phần cửa thông phòng thì được sử dụng bằng gỗ công nghiệp, gỗ blackwood. Cửa thông phòng này thì được chúng tôi thi công với đơn giá là 2.250.000 đồng trên 1 mét vuông. Phần tủ quần áo cũng được sử dụng bằng gỗ công nghiệp MDF với cái vân gỗ ở bên ngoài là phủ laminate, và cái vân gỗ này thì là phủ của một loại vân gỗ tự nhiên. Và cái phần tủ quần áo này được chúng tôi thiết kế tủ cánh mở trượt và thiết kế kịch trần với đơn giá thi công là 2.800.000 đồng trên 1 m², các bạn nhé. Vâng, đây là không gian của một phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này là phòng ngủ master, thì được thiết kế với lại phần vách ốp đầu giường khá là sang trọng, và trần thạch cao có khe đèn led hắt ở đây khá là đẹp. Có bố trí một cái bàn học hay còn gọi là bàn làm việc và một cái táp đầu giường để cùng cái đèn ngủ. Và trong cái phòng ngủ này được chúng tôi sử dụng cái phần lát sàn bằng gỗ công nghiệp cao cấp của Malaysia, với đơn giá thi công là 350.000 đồng trên 1 m². Và cửa thông phòng cũng được sử dụng bằng cửa gỗ công nghiệp blackwood các bạn nhé. Và cái tông màu chủ đạo của cái phòng này cũng khá là giống với tông màu của phòng bên. Và cái phần hệ giường này thì là hệ giường cũng gỗ công nghiệp MDF và có bọc ni ở bên ngoài. Thì cái giường này với đơn giá chúng tôi đang bán là 10 triệu đồng một giường đôi này, giường 2 m x 2 m các bạn nhé. Còn đây là phần kệ tủ tivi được thiết kế khá là nhỏ gọn. Và đây là không gian của tủ sách các bạn nhé. Đây ạ, đây là phần tủ sách. Một tủ sách nhỏ gọn được bố trí ở phía bên cạnh của cái phần kệ tủ tivi, tạo nên sự hài hòa cho cái nội thất ở trong phòng ngủ này. Đây là không gian ở trong một cái phòng vệ sinh. Đây là phần bàn đá, bàn chậu rửa mặt lavabo, có tủ hộc ở bên dưới. Đây ạ, phần tủ hộc bên dưới và thiết kế hệ đèn led hắt ở bên dưới khá là đẹp. Phần tủ chậu lavabo này,
phần này được chúng tôi thiết kế bằng mặt đá ở phía trên và phần vách ốp bằng gỗ nhựa ở phía bên dưới. Phần tủ hộc ở bên dưới cũng bằng cái gỗ nhựa blackwood để chống được cái nước các bạn nhé. Nếu bạn làm bộ công nghiệp ở trong phía trong này thì về thời gian lâu dài thì nó sẽ không được bền. Mặc dù các bạn có thể thi công bằng cái gỗ công nghiệp MDF chống ẩm, cốt xanh nhưng mà nó sẽ vẫn không được bền so với lại với thời gian. Đây các bạn để ý, có tạo một vách ngăn ở giữa khu vực chậu rửa mặt riêng, khu vực tắm riêng và khu vực bệt xí riêng. Đây. Đây là không gian ở trong một phòng ngủ khác. Đây ạ. Và cái phòng ngủ này cũng được chúng tôi sử dụng một cái tông màu trang nhã, một tông màu khá là sáng, kết hợp cùng với lại tông màu xanh, xanh ngọc, tạo nên được cái sự sang trọng cho cái phòng ngủ này. Và phần vách ốp ở phía đầu giường này, đây ạ, phần vách ốp ở phía đầu giường này được kết hợp cùng với lại phần tủ các bạn nhé. Đây, tủ ngăn kéo. Phần vách ốp ở phía đầu giường này là phần vách tủ âm, khá là hiện đại các bạn nhé. Và phần này được chúng tôi thi công với đơn giá là 1.250.000 đồng trên một mét vuông thôi. Và cái phần giường này là giường gỗ công nghiệp MDF có sơn màu trắng và đơn giá thi công của cái giường này là 8.500.000 đồng trên một cái giường này. Sàn gỗ được chúng tôi sử dụng bằng sàn gỗ công nghiệp Malaysia cao cấp với đơn giá thi công là 350.000 đồng trên một mét vuông. Và đây là cái không gian ở trong một phòng vệ sinh của cái phòng ngủ vừa rồi. Và cái không gian phòng vệ sinh này cũng khá là sang trọng, có vách kính tắm chia cái khu vực chậu rửa, khu vực vách tắm và khu vực vệ sinh ra. Vâng, tôi vừa giới thiệu sơ qua về các cái phần nội thất, phần công năng ở trong cái ngôi nhà này và cái phần ngoại thất của cái mẫu nhà được thiết kế cho nhà chị Tâm ở Hải Phòng. Đây là một mẫu nhà mái Nhật, mẫu nhà cấp 4 mái Nhật khá là hiện đại và đang là cái xu hướng thiết kế. Nếu các bạn muốn đăng ký thiết kế và thi công trọn gói cái mẫu nhà này thì các bạn hãy liên hệ đến số điện thoại 0788332626 để được tư vấn một cách miễn phí. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các mẫu nhà lần sau của Bắc Trung Nam.